Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay thứ Bảy ngày 19 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Công nhận làng nghề quất cảnh Dũng Tiến, xã Đông Tảo, huyện Khói Châu và làng nghề hoa cây cảnh, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang. Thành phố Hưng Yên hỗ trợ tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Kiểm tra việc xử lý tình trạng nước, khí thải tại công ty Phú Lân 2 theo phản ánh của người dân phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào. Tăng đột biến trẻ bị bỏng. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công điện số 2491 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Sau đây là tóm tắt nội dung công điện. Nhằm chủ động đáp ứng với dịch bệnh trong tình hình mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, người đứng đầu các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, khu đô thị, chợ dân sinh và toàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt sâu sắc thực hiện nghiêm túc chủ trương lớn của Đảng Nhà nước về thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thực hiện nghiêm túc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Mọi người dân tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, dần hình thành thói quen nếp sống phù hợp trong tình hình mới để giữ an toàn cho bản thân, xã hội. Khuyến khích khai báo y tế tự nguyện, cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. Từng đơn vị, doanh nghiệp, tập thể và từng cá nhân đều tích cực xác lập trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Chủ động chuẩn bị, hướng dẫn, diễn tập các kịch bản, các phương án ứng phó tình huống xảy ra của dịch bệnh trên địa bàn quản lý, đặc biệt là các cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan, các cơ sở sản xuất, nhà máy xí nghiệp có lực lượng lao động lớn và các khu dân cư. Sẵn sàng tạo mọi điều kiện để thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bệnh viện, trường học, chung cư, chợ dân sinh, nhà hàng, cửa hàng, khu di tích, khu vui chơi giải trí, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống dịch theo quy định. Các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội không hạn chế số lượng người tham gia nhưng phải giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Không áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại giao thương, không ngăn sông cấm chợ. Các chủ phương tiện vận chuyển người liên tỉnh và nội tỉnh bố trí dung dịch rửa tay bằng nước sát khuẩn trên xe, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham gia giao thông. Cho phép hoạt động trở lại tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Sở Y tế rà soát cập nhật các kịch bản phương án ứng phó khi dịch bệnh quay trở lại, tổ chức đào tạo tập huấn diễn tập và chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực cho các tình huống có dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong các cơ sở y tế, không để dịch lây lan trong cơ sở y tế, tăng cường và mở rộng triển khai hoạt động khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng công nghệ thông tin để thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương nâng cao năng lực cán bộ y tế trong toàn tuyến. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành công an và chính quyền các địa phương, thực hiện việc theo dõi, giám sát, điều tra cách ly, xét nghiệm đối với các trường hợp có nguy cơ, theo quy định. Không yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người đến từ các địa phương trong nước đã hết dịch trong cộng đồng, chỉ xét nghiệm đối với người có biểu hiện ho sốt. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện cách ly người nhập cảnh tại các cơ sở lưu trú và có thu phí và triển khai tiếp nhận người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam về tỉnh làm việc ngắn ngày dưới 14 ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và công tác chuẩn bị phòng chống dịch tại các địa phương, đơn vị, đảm bảo luôn sẵn sàng chủ động đáp ứng với các tình huống của dịch bệnh. Các ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp kiểm soát chặt chẽ các đối tượng nhập cảnh trái phép, nhập cảnh không đúng đối tượng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục thúc đẩy triển khai công việc theo hình thức trực tuyến trên môi trường mạng, chuẩn bị tốt các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh để đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội,
các hoạt động đối ngoại, thúc đẩy giao thương quốc tế trong điều kiện bình thường mới, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để thúc đẩy thu hút đầu tư, nhất là các đối tác lớn. Đồng thời đề cao cảnh giác thường xuyên kiểm tra, bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới, xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng. Quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên cấp tỉnh tháng 9 năm 2020 với điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh. Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 9 và tháng 10 năm 2020, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên tiếp tục tập trung tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ 9 và các phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến, kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2020, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của các ngành trong tháng 10 tới. Góp phần vào những thành tựu to lớn của tỉnh Hưng Yên trong nhiệm kỳ 2015-2020 có sự đóng góp tích cực từ việc triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết tại các đảng bộ cơ sở. Từ thế mạnh mà từng đảng bộ đề ra, triển khai thực hiện nghị quyết sát với thực tế đã góp phần thay đổi diện mạo các địa phương. Phóng sự được thực hiện tại đảng bộ xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, nơi thực hiện tốt nghị quyết về phát triển nông nghiệp. Với gần 520 ha, Yên Phú là xã có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất của huyện Yên Mỹ. Vì vậy, ngay từ nhiệm kỳ trước, Yên Phú đã xác định chuyển đổi cách thức sản xuất nông nghiệp là mục tiêu chính. Trong đó, lấy việc chuyển cây lúa sang trồng cây ăn quả rau màu và sản xuất theo quy trình việt gáp để có sản phẩm sạch là hai định hướng phát triển chính của địa phương. Đây là một cái chiều hướng mà bà con người ta đã chú ý đến cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng một cái thương hiệu sản phẩm của rau hay là cây ăn quả cho đồng đất xã Yên Phú. Yên Phú hiện nay là số ít xã trong tỉnh có nhiều hợp tác xã nông nghiệp. 4 hợp tác xã đang đảm nhiệm vai trò kết hợp với người nông dân để sản xuất nông nghiệp tập trung theo từng vùng thửa lớn để tạo ra sản phẩm sạch và tiêu thụ cho bà con nông dân. Một trong những dấu ấn về thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã ở Yên Phú trong nhiệm kỳ vừa qua là người nông dân nơi đây đã có sự thay đổi căn bản về nhận thức sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản xuất nông nghiệp sạch. Và hiện nay thì rất nhiều sản phẩm nông nghiệp của người nông dân ở Yên Phú đã được gắn tem truy xuất nguồn gốc. Đây là cơ sở để sản phẩm đang được tiêu thụ tại rất nhiều siêu thị ngoài Hà Nội. Hiện nay mỗi ngày 4 hợp tác xã nơi đây vận chuyển tiêu thụ gần 20 tấn rau các loại cho 4 siêu thị lớn ngoài Hà Nội là Vinenco, Copmark, Copbud và Intimex. Tất cả đều có tem truy xuất nguồn gốc để người mua tra cứu, biết được các thông tin liên quan đến sản phẩm như thời gian thu hoạch, vùng trồng, chứng nhận an toàn của các cơ quan chức năng. Hàng ngày, rau ngoài đồng thu hoạch từ 5 đến 6 giờ sáng, sau đó về đóng gói vận chuyển, 11 giờ sản phẩm đã có mặt tại các siêu thị để phục vụ người tiêu dùng. Qua những năm vừa qua, tôi thấy là đến lúc này rất là hiệu quả. Thứ nhất là việc sản xuất cái sản phẩm rau an toàn nó mang lại cái hiệu quả kinh tế đối với người sản xuất cũng như là đơn vị ở xã rõ rệt nhất. Thứ nhất là nó mang lại cái lợi nhuận cho cái diện tích sản xuất đó nó cao hơn so với sản xuất bình thường như truyền thống trước đây là từ 10 cho đến 30%. Trước kia đất nông nghiệp một năm sản xuất 3 vụ, gồm 2 vụ lúa và 1 vụ đông, nay chuyển sang trồng rau màu. Tùy để rau ăn lá, rau ăn củ và rau gia vị, mà một năm làm từ 4 đến 10 vụ. Thời gian quay vòng vụ nhanh, đi liền với thu nhập tăng. Năm 2015, năm đầu nhiệm kỳ trước, thu nhập bình quân trên 1 hectare canh tác mới đạt gần 200 triệu đồng, thì đến năm 2020 đã đạt 390 triệu đồng. Với nghị quyết đúng trúng để phát huy thế mạnh của địa phương,
mục tiêu thu 500 triệu đồng trên 1 hecta canh tác một năm vào năm cuối nhiệm kỳ 2025 là hoàn toàn khả thi với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định công nhận làng nghề quất cảnh Dũng Tiến, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu và làng nghề hoa cây cảnh xã Liên Nghĩa, huyện Phan Sang. Trong đó, làng nghề quất cảnh Dũng Tiến có 340 hộ trồng quất cảnh, đạt tỷ lệ 80% số hộ trong thôn. Làng nghề hoa cây cảnh Liên Nghĩa có 6 thôn với 2.100 hộ trồng hoa cây cảnh, đạt tỷ lệ 72,8% số hộ trong xã. Các tiêu chí về số hộ, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng các điều kiện về môi trường, làng nghề đều đạt. Đến nay, toàn tỉnh có 39 trên 58 làng nghề được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt tiêu chí công nhận làng nghề. Việc công nhận các làng nghề góp phần tôn vinh giá trị của sản phẩm làng nghề, từ đó tạo tiền đề để xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề gắn với phát triển xây dựng sản phẩm OCOP tại địa phương. Với mục đích thúc đẩy tỉ trọng ngành chăn nuôi, đảm bảo an ninh lương thực và khắc phục biến động liên tục giá lợn hơi trong thời gian qua, hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tái đàn lợn, đảm bảo an toàn sinh học. Do chủ động được nguồn con giống, đảm bảo chất lượng, an toàn dịch bệnh từ các trang trại sản xuất lợn giống tại các địa phương, mà đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh đã có gần 480.000 con lợn, tăng 100.000 con so với thời điểm sau dịch tả lợn châu Phi và bằng 88% so với thời điểm trước dịch, tập trung nhiều tại các huyện Khoái Châu, Ân Thi, Văn Giang. Để việc tái đàn lợn đạt hiệu quả cao, tránh dịch bệnh tả lợn châu Phi tái bùng phát trở lại, các địa phương đang tích cực thực hiện chỉ thị 19 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát công tác tái đàn lợn nhằm nâng cao hiệu quả và đảm bảo phát triển chăn nuôi lợn bền vững. Trong đó, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh như tiêm phòng, định kỳ khử trùng tiêu độc chuồng trại. Một mặt, đẩy mạnh hướng dẫn, tạo điều kiện để các trang trại đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học tiếp tục tái đàn lợn. Đặc biệt, nghiêm cấm các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư tái đàn, tăng đàn lợn, nhất là các hộ đã để xảy ra dịch bệnh tả lợn châu Phi, không đáp ứng được nhu cầu chăn nuôi an toàn sinh học. Trên địa bàn huyện Văn Sang hiện có 6 trên 6 bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng đã được cấp phép hoạt động. Đây là một trong những địa phương quản lý tốt vấn đề này. Trong đó có 5 bến bãi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cho thuê đất, một bến bãi đang được thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Cơ bản, các bến bãi đến thời điểm này đều chấp hành nghiêm luật đất đai, pháp lệnh về đê điều cũng như các quy định khi sử dụng đất, kinh doanh vật liệu xây dựng như vượt quá chiều cao hay sát mép sông. Trên địa bàn không còn tình trạng khai thác cát trái phép trên sông. Toàn tỉnh hiện có 53 bến bãi chứa chất vật liệu xây dựng trên bãi sông Hồng và sông Luộc, trong đó 19 bến bãi được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép chứa chất vật liệu tạm thời. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 18 tháng 9, Ủy ban nhân dân xã Phương Triều phối hợp với các đơn vị chức năng của thành phố tổ chức hỗ trợ tháo dỡ công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp đối với hộ gia đình ông Vũ Đức Hiệp, trú tại thôn Phương Thông. Theo đó, công trình vi phạm của hộ gia đình ông Vũ Đức Hiệp được xây dựng trên đất nông nghiệp nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm hệ thống lều lán và các công trình phụ trợ khác với tổng diện tích khoảng 140 m². Sau khi được tuyên truyền, vận động, gia đình ông Hiệp đã có đơn xin Ủy ban nhân dân xã hỗ trợ việc tháo dỡ. Với tinh thần khẩn trương, các lực lượng tham gia hỗ trợ đã tập trung tháo dỡ toàn bộ các hạng mục nằm trong phạm vi công trình vi phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Trước đó, gia đình ông Nguyễn Văn Dậy cùng chú tại thôn Phương Thông cũng đã tự tháo dỡ công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp của gia đình gồm hệ thống cột và mái tôn với diện tích khoảng 40 m². Từ đầu năm đến nay, thành phố đã ban hành quyết định cưỡng chế đối với 9 trên 11 trường hợp vi phạm về xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, trong đó có 3 trường hợp đã thực hiện xong việc giải tỏa với hình thức tự tháo dỡ. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh vừa triển khai kế hoạch thanh tra kiểm tra về việc xử lý tình trạng nước khí thải theo phản ánh của nhân dân phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào. Theo đó, ngay sau khi nhận được phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào tiến hành kiểm tra tại công ty Phú Lân 2. Tại thời điểm kiểm tra, hệ thống thoát của công ty này có nước màu đen sủi bọt, không những xả nước thải mà công ty này còn xả một lượng lớn khí thải ra môi trường, khiến đời sống của hàng trăm hộ dân ở phường Minh Đức bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhằm đảm bảo môi trường tại công ty Phú Lân 2, Sở Tài nguyên và Môi trường
đã lấy mẫu nước để phân tích các thông số môi trường. Một điểm tại vị trí giáp với nghĩa trang của tổ dân phố Phong Cốc, một điểm tại hố gom nước của công ty Phú Lân 2 và một số điểm xung quanh công ty. Sau khi có kết quả phân tích, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết. Được biết, trước đó công ty này đã bị Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với số tiền gần 800 triệu đồng. Vừa qua, Ban Quản lý Chương trình Vùng Tiên Lữ đã phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết và chuyển giao chương trình Vùng Tiên Lữ. Chương trình phát triển vùng Tiên Lữ được triển khai thực hiện từ tháng 10 năm 2008. Giai đoạn 1 có 4 xã là Cương Chính, Minh Phượng, Hoàng Hanh, Tân Hưng. Giai đoạn 2 gồm 4 xã Cương Chính, Minh Phượng, Lệ Xá, Trung Dũng. Chương trình tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển sinh kế, nâng cao năng lực cộng đồng và bảo trợ nhằm cải thiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, nâng cao kiến thức và kỹ năng chăm sóc phát triển trẻ mầm non cho giáo viên, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có trẻ. Chương trình đã hỗ trợ các địa phương trong dự án xây dựng gần 100 phòng học, phòng chức năng, các công trình phụ trợ, trang thiết bị cho trường mầm non, trung tâm học tập cộng đồng, hỗ trợ 146 con bò sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo, tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện các mục tiêu về giáo dục, y tế, sinh kế, nâng cao năng lực, bảo trợ tại các xã thuộc dự án là hơn 5.600.000 đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, sau mùa là thời điểm nhiều trẻ nhỏ mắc các bệnh về hô hấp. Các bậc phụ huynh cần lưu ý để phòng bệnh cho con em mình. Hiện mỗi ngày qua tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa Hương Yên tiếp nhận và điều trị cho hơn 30 trẻ nhỏ mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm VA, viêm amidan, viêm mũi, họng, viêm xoang, tăng khoảng 15% so với ngày thường. Theo các bác sĩ, đối với trẻ nhỏ, đa số hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, sức đề kháng yếu, rất dễ bị nhiễm bệnh trong thời điểm giao mùa. Trẻ khi mắc bệnh dễ diễn biến nặng hơn người lớn. Để phòng bệnh viêm đường hô hấp lúc chuyển mùa cho trẻ, cần quan tâm từ khâu ăn uống, mặc, lúc chơi và cả khi trẻ ngủ. Khi trẻ bị bệnh, phụ huynh tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị mà cần theo sự chỉ định của bác sĩ. Thời gian gần đây, số trẻ bị bỏng tăng đột biến so với những thời điểm trước. Đáng chú ý là có tới 20% trẻ do không được sơ cứu và điều trị đúng cách, ảnh hưởng tới sức khỏe và thẩm mỹ của trẻ sau này. Ghi nhận tại khoa ngoại nhi, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Bệnh nhi này hơn 2 tuổi, ở xã Sông Mai, huyện Kim Động, nhập viện ngày 12 tháng 9 vì bị bỏng canh. Tỷ lệ bỏng lên tới 10%, khiến cháu rất đau đớn. Cháu bị bỏng nước canh anh ạ, nấu canh sáng để ăn sáng ạ. Vật thang nhưng mà do cháu nghịch quá nên đấy, cháu rất cần cháu ngã phải. Đây là bệnh án của bệnh nhi, 31 tháng tuổi, ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Cháu bị bỏng lúc 8 tháng tuổi ở bàn tay trái. Gia đình cho cháu đi đắp lá, chữa bỏng nhưng không hiệu quả. Ba ngón tay, 3, 4, 5 bị dính liền, hạn chế cử động. Việc điều trị bây giờ mất rất nhiều thời gian. Thì khi bạn ấy đến thì chúng tôi đã định hướng ngay từ đầu là các bạn này thì phải sửa lại cái sẹo bỏng. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật để cắt nọc những cái sơ dính của cái sẹo. Khi tiến hành như vậy thì nó sẽ gây khuyết lượng da rất lớn ở giữa ba cái ngón tay đấy. Và chúng tôi đã phải tiến hành lấy da tự thân của bạn ấy, lấy da vùng bụng để tạo thành một cái miếng vá da để vá lên những cái vùng khuyết. Từ tháng 8 tới nay, mỗi tuần khoa ngoại nhi, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đều tiếp nhận điều trị từ 1 đến 2 trường hợp bị bỏng, trong khi trước đó số bệnh nhi bị bỏng rất hiếm. Trong số các trẻ đến điều trị bỏng, có tới 20% bệnh nhi được sơ cứu không đúng cách hoặc tự điều trị tại nhà khiến tình trạng bỏng diễn tiến nặng, việc điều trị của các bác sĩ trở nên khó khăn hơn. Trường đá lạnh vào những vết bỏng, những cái việc đấy thì lại không giúp ích gì cho cái việc mà bảo vệ vết bỏng mà lại gây tổn thương thêm những cái mô nó chưa bị bỏng thì nên chúng ta nên nhẹ nhàng, nếu là đánh giá cái vết thương mà không bị tổn thương nhiều thì có thể lột da nhẹ nhàng ra được, hoặc là có thể dùng kéo để cắt bỏ quần áo chứ không nên lột như mình mặc, như thế nó sẽ tổn thương rất nhiều cho cái lớp da của cái vết bỏng. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, các cháu nghỉ học ở nhà nhiều, nguy cơ cao bị tai nạn thương tích, trong đó có bỏng. Vì vậy, các bậc phụ huynh, người chăm sóc trẻ cần chú ý sự an toàn của trẻ.
Khi trẻ bị bỏng, không nên bôi các loại thuốc dân gian truyền miệng như kem đánh răng, mỡ chăn và nên đưa các cháu đến cơ sở y tế để điều trị bệnh hiệu quả. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 18 tháng 9, Ngoại trưởng Canada cho biết Canada đã hủy các cuộc đàm phán thương mại tự do với Trung Quốc. Ông cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán này vốn đã bị trì trệ hơn một năm qua. Động thái hủy đàm phán thương mại tự do với Trung Quốc của Canada diễn ra sau 4 năm nỗ lực giữa lúc quan hệ song phương căng thẳng, đặc biệt sau vụ bắt giữ giám đốc tài chính của Huawei. Ngoại trưởng Canada cho rằng không có điều kiện hiện tại nào đáng kể để tiếp tục các cuộc đàm phán. Quyết định hủy đàm phán đánh dấu một thay đổi chính sách lớn của chính quyền Canada sau 4 năm nỗ lực đàm phán với hy vọng trở thành thành viên đầu tiên của G7 ký thỏa thuận thương mại với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Quyết định được đưa ra giữa lúc quan hệ giữa Canada và Trung Quốc leo thang căng thẳng vì hàng loạt vấn đề, trong đó có vụ bắt giữ công dân của nhau. Người dân ở 4 bang của Mỹ ngày 18 tháng 9 đã bắt đầu bỏ phiếu sớm trực tiếp trong cuộc bầu cử tổng thống, trong khi hai ứng viên cùng chạy đua vận động tại bang chiến trường Minnesota. Theo đó, các điểm bỏ phiếu ở bang Minnesota, Virginia, Nam Dakota và Wyoming của Mỹ ngày 18 tháng 9 đã chính thức mở cửa cho người dân bỏ những lá phiếu trực tiếp đầu tiên trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, dù ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Do đại dịch COVID-19, giới chức bầu cử các địa phương kêu gọi người dân bỏ phiếu bằng cả hình thức trực tiếp và qua bưu điện trước ngày bầu cử. Cử tri đăng ký bỏ phiếu qua bưu điện sẽ được cấp phiếu bầu cử trước ngày 23 tháng 10. Hiện cuộc đua vào Nhà Trắng đang nóng từng ngày khi hai ứng viên tích cực vận động tranh cử ở các bang chiến trường. Kết quả thăm dò dư luận cho thấy hiện ông Biden vẫn dẫn trước đối thủ đương nhiệm của Nhà Trắng ở hầu hết các bang chiến trường, những bang được đánh giá là quyết định kết quả của bầu cử. Thế giới vừa ghi nhận cột mốc báo động khi tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt quá 30 triệu người. Các biện pháp tái phong tỏa đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân trên toàn thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết nhiều nước ở Bắc Bán Cầu đang chuẩn bị đón đợt sóng thứ hai khi mùa đông đến gần. Tại châu Âu, số ca nhiễm hàng tuần đang gia tăng với tỷ lệ cao hơn thời điểm đỉnh dịch hồi tháng 3. Tại Anh, chính phủ đang cân nhắc ban hành lệnh phong tỏa trong giai đoạn ngắn trên quy mô cả nước, trong khi lệnh giới hạn nghiêm ngặt hơn bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9. Tại nhiều thành phố lớn ở Pháp như Lyon hay Nice, Israel vừa qua cũng trở thành nước đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ hai do số ca nhiễm tăng trở lại. Chính quyền nói lệnh phong tỏa kéo dài 3 tuần được ban hành vì hệ thống y tế hiện trong tình trạng báo động, nhưng nhiều người dân biểu tình phản đối vì đang chật vật trong cảnh thất nghiệp. Các nhà khoa học vừa xác nhận mặt trời đã bắt đầu chu kỳ hoạt động mới và có thể kéo dài 11 năm giống như các chu kỳ trước. Trong một báo cáo mới của Ban Dự đoán Chu kỳ Mặt Trời, các nhà nghiên cứu xác nhận mặt trời đã chính thức bước vào chu kỳ hoạt động mới, được gọi là chu kỳ mặt trời 25. Chu kỳ mới đã bắt đầu từ tháng 12 năm 2019. Tuy nhiên, cần nhiều thời gian để tính toán và xác nhận điều này, nên tin tức mới được công bố vào giữa tháng 9 vừa qua. Chu kỳ 25 được dự đoán là rất giống với chu kỳ trước. Theo đó, nó sẽ kéo dài 11 năm và đạt cực đại vào tháng 7 năm 2025. Mặt trời khi đó có thể xảy ra hiện tượng chói sáng và xuất hiện các vụ phun trào của bão mặt trời. Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA vừa ký thỏa thuận trị giá 129 triệu euro với cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA để làm trạch hướng một tiểu hành tinh có thể săn phẳng một thành phố nếu rơi xuống trái đất. Theo đó, ESA và Tập đoàn Công nghệ Vũ trụ OBH của Đức sẽ hợp tác phát triển tàu vũ trụ mang tên Hera. Với kích thước nhỏ gọn bằng một chiếc bàn, Hera có thể tự điều chỉnh hướng xung quanh tiểu hành tinh có tên là Dimorphos trong khi thu thập dữ liệu. Dự kiến vào tháng 6 năm 2021, NASA sẽ phóng một tàu vũ trụ khác vào vị trí nằm trên hành trình va chạm với Dimorphos để xác định liệu có thể đẩy các vật thể gây đe dọa đối với trái đất sang một hướng khác an toàn hơn hay không. Tiểu hành tinh Dimorphos có đường kính 160 mét bằng chiều rộng của kim tự tháp Giza ở Ai Cập. ESA cảnh báo tiểu hành tinh này có thể săn phẳng một thành phố nếu nó rơi xuống trái đất. Công ty khởi nghiệp hàng không Volocopter của Đức thông báo họ đã bắt đầu nhận khách đặt chỗ cho các chuyến bay trên phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng bằng điện của họ. Volocopter đang mở đặt chỗ cho các chuyến bay trên mẫu taxi bay điện 18 cánh quạt. Đây là lần đầu tiên công chúng được mời bay bằng phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng vận hành bằng điện của công ty. Volocopter không tiết lộ chính xác những chuyến bay sẽ diễn ra ở đâu hoặc khi nào. Một phát ngôn viên của công ty cho biết, dịch vụ chở khách có thể bắt đầu trong vòng 12 tháng sau khi mẫu taxi bay gia nhập thị trường trong 2 tới 3 năm tới. Giá vé cho mỗi hành khách là $355
và có thể giữ chỗ bằng cách trả trước 10%. Tuy nhiên, Volocopter chỉ nhận 1.000 suất đặt chỗ cho chuyến bay kéo dài 15 phút. Bản tin quốc tế cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết thủy văn Hưng Yên đêm 19 ngày 20 tháng 9 năm 2020. Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Độ ẩm thấp nhất ngày 80-85%. Trên sông Hồng tại thành phố Hưng Yên mực nước cao nhất 1,75m, mực nước thấp nhất 1,35m.